Huế đang trong thời điểm bắt đầu mùa sen. Đây cũng là mùa các du khách đến với Huế thưởng thức các tour du lịch liên quan đến hoa sen và trà. Một số người trồng sen ở Thừa Thiên Huế đã phát triển dịch vụ mới nhằm phục vụ khách du lịch. Điểm đặc biệt nhất là họ không làm với mục đích kinh doanh mà hướng đến việc chia sẻ mô hình để nhiều người trồng sen khác cùng làm, cùng tạo thêm thu nhập. Ông Võ Đại Phong ở thành phố Huế là một người trồng sen. Hiện tại, ông có hơn 20 hectare mặt nước để trồng sen lấy hạt. Từ đầu vụ sen năm nay, ông đã mở thêm dịch vụ đón khách xuống đầm để trải nghiệm thú chơi ướp trà sen, một thú chơi tao nhã của người Huế xưa. Khách sẽ đến hồ và lên thuyền và đi được hướng dẫn cho các bạn là ướp trà sen. Sau khi cái trà sen mà các bạn ướp xong á, thì được đánh dấu của từng du khách và để cùng một đêm một ngày ở trên hồ, và sáng hôm sau thì là Đại Phong sẽ xuống hồ và thu hoạch về nhà đóng gói và gửi về cho các bạn. Tham gia trải nghiệm này, du khách phải dậy cùng lúc với mặt trời. Đến hồ sen, nếu chưa chuẩn bị kịp trà mang theo, khách sẽ được chia một túi nhỏ đựng trà khô như một món quà của chủ hồ. Sau đó lên ghe, ra giữa đầm sen tìm những nụ hoa vừa hé để cho trà vào ướp. Buổi sáng khi mặt trời chưa mọc thì những cái hương hoa sen ở cố đô Huế nó bắt đầu mới tỏa hương thơm. Lúc đó chúng tôi mới chọn những cái loại trà đặc biệt để đổ vào những cái đài sen này. Sau khi trải nghiệm với sen, du khách được dùng bữa sáng ngay bên hồ để thưởng thức hương hoa vào sáng sớm. Với những thành công bước đầu của mô hình, ông Phong sẵn sàng chia sẻ để những người trồng sen khác không chỉ ở thành phố Huế mà cả vùng phụ cận tổ chức, phát triển nhằm giới thiệu văn hóa, tạo thêm điểm đến, đồng thời có thêm nguồn thu nhập chính đáng từ việc trồng sen.